mất địa bàn rồi. À, được rồi. Đến live stream rồi, thấy cái live stream ở bên Thanh Xuân chạy qua luôn đấy. Quá tốt luôn. Hiện tại gần 9 cây. Thôi, về thôi, công an đến rồi thôi. Công an đến đấy. Công an phường Yên Hòa anh không đến đâu. Đến đấy. Lỡ miệng à? Đây lỡ miệng đấy. Tất cả rời tán đi. Dương Huy. Rời tán đi. Công an phường đi. Tất cả rời tán rồi. Ông chụp ảnh kia rồi. Không chụp nữa. Alo, đề nghị tất cả giải tán đi, công an phường đến đây. Đề nghị ông áo đen kia không chụp ảnh đấy chứ. Đi về đi, ngủ đi, đến giờ dính rồi đấy, alo. Bánh không đầy. Vẫn cố tình chụp ảnh à? Lên phường nhé. Bánh không đầy. Tôi làm bánh không đầy. Tao đang nóng đây. Bánh ra đây. Bánh tao đây, tao đang nóng đây. Tao đang nóng đây. Tao đã bảo mới lên rồi. Đề nghị đồng chí áo đen kia thôi, đi về đi. Vẫn còn cố tình chụp ảnh à? Đồng chí áo đen. Quay mặt đây nào. Quay mặt đây, lý ấy. Đồng chí áo đen này, đi về đây. Bị mũi lại chứ. Có đông người, đông người nhỉ? Đi về đi. Ôi mọi người về xem phim đây. Ủa đông người thế. Nhớ subscribe kênh. Mai đấy là mai. Không. Đi đi ơi. Hả? Rồi. Trong ví được có mấy trăm thôi mọi người ạ. Được có mấy trăm thôi. Có ai đó. Trong ví có được 100 nghìn mà đi đâu cũng không được trả. Thôi, bye bye mọi người nha. Bye bye mọi người nha. Anh em di chuyển về đây. Ai cho follow mình cho một mình một follow nha mọi người ơi. Đấy, thôi. Tụi tui ai đâu? Ngoài. Còn tui đâu? Này, đông người ơi. Khiếp thật đấy. Thôi. Thôi, về đây. Ví trong ví được 100 nghìn mà đi đâu cũng đòi trả mà khô lắm. Ừ đúng rồi. Ê thì ông biển 38 đây. Đâu? Đây à? Bảo em mới xem live bây giờ ra rồi thì cái. Ê là chụp anh em một kiểu đi. Rồi xem này. Anh cho chụp với Linh không? Dạ. Cảm ơn mọi người có live cho anh Hoa chạy ra rồi. À vâng. Dạ tôi là đúng mà. Vâng. Dạ chạy. Ôi anh đi đâu đây? Dạ. Anh đi lại. Chụp anh không? Anh tính đi ra đấy ạ. Ủa, em vừa tôi anh em ra rồi. À vâng, anh em về rồi. Em về rồi. Anh em mới về sao? Do đông người quá không thể trả. Anh ở Hà Tĩnh không? Em ở Hà Tĩnh ấy. Hà Tĩnh anh. Em nhỏ tuổi anh về anh á. Anh chú Bảy không? Ừ.
không phải là phải đồ một phải đồ đồ bảo hiểm ấy, đi xe máy là phải đồ bảo hiểm ấy. Cho mở cái xe máy đi vòng xem nào đâu. Ai vẫn đẹp. Rồi nhà cho xe máy. 2, 3 đẹp đấy. 2, 3 cho mở xe máy đi đây tí thôi. Đấy, để tí đó luôn. Đi quay lại đi em ạ. Nhá. Cứ ngồi đấy nhá. Ngồi chờ chờ tí. Đóng được tắt luôn. Mặt có chưa khóa đấy. Đâu mở đâu. Chế lắm à. Đi đâu rồi? Ngồi đó chờ tí nhá. Ngồi đó chờ tí rồi tí quay về nhà mà. Rồi. Ôi, em ơi, lấy xe đi không? Mất xe đấy. Mất xe đấy. Ngày xưa là chúng ta nhảy xe mà. Nhảy xe nhiều quá thì phải ăn qua lại đấy. Ê, lấy xe về không một tí không có xe mới về đâu. Anh tài có được. Ủa? Em làm con xe ô mày. Ngày xưa là nhảy xe nhiều lắm đấy. Anh cảm ơn em nhá. Cảm ơn em đấy à. Ôi, bye bye mọi người nhá. Anh em về đấy. Ờ, không sao à. Ờ, không sao đấy. Linh bảo không tắt nên là cứ live stream nữa, mọi người cứ bình tĩnh. Đã rồi. Đợi tí nữa là về hết rồi đi ăn không? À, sữa thèm nha. Cứ về ở trong nhà vào nhà 5-10 phút đã. Ừ. Trốn rồi đi ăn không? Ở đi không đi, thèm nha. Wow, chà, 10k view rồi. 10k rồi. Lên follow chưa? Lên luôn. Nên luôn. Cùng ra về rồi đi ăn không? Đi. Không thì tất cả mọi người ở đây bảo là nhà ở đây hết mà. Ừ. Nhà quanh ở đây với học ở đây hết mà. Ừ, nhà này mình mua đúng không? Ý là lai trong rủ mọi người qua đâu mà bây giờ qua đâu quả lại chạy. Thì cái quán không phải quán cà phê đâu. Không phải giờ muôn rồi 11 giờ. Bún bò ấy. Ủa túi túi của Linh ạ, ở đó rồi. Túi có 100.000. Này, túi có 100.000 bạc mà cầm được cười. Đi đâu không đánh đạo. liều lắm. Thằng này là gọi là máu liều này. Linh bảo là chưa tắt. Không phải cái quán đấy có phải quán cà phê đâu. Quán là ăn bún bò. Quán đồ ăn trưa sáng. Hai cái bàn ở ngoài thì mấy anh em ăn đó quen rồi. Nên là anh em ngồi uống nước đó luôn. Hạt hầu tí. Thì ai ngờ ra đông như này. Ai? Mọi người ra mọi người cũng quanh nhà đây mà mọi người. Cũng gần đây. Chứ không phải là xa đến. Tất ui. Cả đều quanh đây. Đứng dậy thôi. Học đây này. Mấy ông bảo học ở đây này. Toàn Nghệ An không? Hello. Đi. Toàn bảo Nghệ An với gì không à? Học Nam Đàn. Học ở quanh đây này. Ừ, học. Có cái ông Grab đây còn về thay quần áo rồi. Năm phút. Anh đứng đây để em đợi em về 3 phút em thay quần áo. Về thay quần áo mà. Đi, thôi đi. Đi Linh mời. Hả? Dạ Linh mời, lúc nãy cũng Linh mời, chạy mất dép cũng Linh mời. Có im mồm mới Linh à? Xem trong phí bao nhiêu rồi, đúng 100.000 luôn. Không có đồng nào. 100.000 mà đi đâu cũng chạy cả. Chạy cho tôi. Thế mày đưa đi ăn đâu không?